Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em học sinh hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3. Chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà môn toán trong thời gian các con nghỉ học để phòng bệnh cúm corona. Trong bài ôn tập ngày hôm nay thì các con chúng ta sẽ thực hiện 5 bài tập. Giúp cho các con chúng ta ôn tập củng cố về dạng toán đổi đơn vị đo độ dài, giải tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, phép tính trừ và giải toán có lời văn. Các con hãy ghi chép các cái bài tập vào trong sổ trắng, sau đó thì làm bài. Thời gian làm bài của các con khoảng từ 40 đến 60 phút nhé. Sau đây thì cô sẽ đọc 5 bài tập cho các con chúng ta cùng nghe, cùng ghi chép. Bài tập 1, số 1 km bằng ..m, 1 km bằng ..hectomet, 1 m bằng ..cm, 1 m bằng ..mm, 5 dm bằng ..m, 7 hectomet bằng ..m, 6 m bằng ..cm, 3 m bằng ..mm. Bài 2. Tính giá trị của biểu thức. A. 655 trừ 30 cộng 25 bằng. B. 112 nhân 4 chia 2 bằng. C. 320 trừ 20 nhân 3 bằng. C. 30 cộng 96 chia 3 bằng. Bài tập 3. Tìm x. A. X cộng 5216 bằng 9870. B. X trừ 1583 bằng 2969 trừ 1856. Bài 4. Tìm một số biết rằng hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và số đó là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Bài 5. Một cửa hàng có 186 kg gạo tẻ. Số gạo nếp bằng 1/3 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo? Đây là 5 bài tập. Các con chúng ta hãy cố gắng làm bài, suy nghĩ thật kỹ để chúng ta làm bài. Sau khi các con làm bài xong rồi, để kiểm tra cái kết quả đáp án của mình thì các con tiếp tục mở video của cô xem phần hướng dẫn làm bài và đáp án nhé. Sau đây thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô chúng ta sẽ thực hiện và kiểm tra và làm bài tập số 1. Bài 1, điền số. Trong bài 1 này thì các con chúng ta sẽ ôn lại là bảng đơn vị đo độ dài để các con chúng ta có thể điền các cái số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây thì các con đã được học về bảng đơn vị đo độ dài. Các đơn vị đo độ dài đã học gồm có 7 đơn vị đo độ dài đã học. Sau đây thì cô và các con chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút về bảng đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài, đơn vị lớn nhất là km, đến hectomet, đến decamet, đến mét, đến decimet, centimet và cuối cùng là milimet. Đây là 7 đơn vị đo độ dài đã học. Mối liên hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau hơn kém nhau 10 lần. Như vậy thì các con chúng ta phải thuộc cái bảng đơn vị đo độ dài, thuộc mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài thì các con mới có thể đổi được các đơn vị đo độ dài trong bài tập 1. Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện điền số trong bài tập 1. 1 km bằng ..m. 1 km sẽ bằng 1000m. Các con chúng ta điền số 1000. 1 km bằng ..hectomet. Vậy 1 km sẽ bằng 10 hectomet. Chúng ta điền số 10. 1 m sẽ bằng ..cm. Chúng ta có 1 m sẽ bằng 100 cm, điền số 100. 1 m bằng ..mm,
1 mét sẽ bằng 1.000 mm, các con điền số 1.000. 5 đề ca mét đổi ra mét, 1 đề ca mét sẽ bằng 10 mét, cho nên 5 đề ca mét sẽ bằng 10 nhân với 5 bằng 50 mét, chúng ta viết số 50. 7 hectomet đổi ra mét, 1 hectomet thì bằng 100 mét, cho nên 7 hectomet sẽ bằng 100 nhân với 7 bằng 700 mét, các con viết số 700. 6 mét bằng chấm 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 cm, 1 mét sẽ bằng 100 cm, lại 6 mét sẽ bằng 100 nhân với 6 bằng 600 cm, viết số 600. 3 mét bằng chấm 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 mm, 1 mét sẽ bằng 1.000 mm, cho nên 3 mét sẽ bằng 1.000 nhân lên 3 lần bằng 3.000, các con viết số 3.000. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành bài tập số 1. Các con chúng ta so sánh cái kết quả của mình xem là chúng ta đã làm bài đúng chưa. Chúc mừng những bạn chúng ta đã hoàn thành và làm đúng bài tập số 1. Bạn nào chúng ta làm chưa đúng thì chúng ta sẽ xem lại và sửa lại kết quả cho đúng nhé. Tiếp theo thì cô mời các con chúng ta chuyển sang cùng cô kiểm tra bài tập số 2. Bài tập số 2, tính giá trị của đồ thức. Trong bài tập này thì giúp cho các con chúng ta củng cố về cái dạng toán tính giá trị của đồ thức mà các con đã học ở học kỳ 1. Với cái dạng toán này thì khi làm bài các con chúng ta chú ý là chúng ta quan sát kỹ trong các cái biểu thức, xem các biểu thức đó có những phép tính gì để chúng ta vận dụng quy tắc tính cho phù hợp. Ý A, 655 trừ 30 cộng 25 bằng. Biểu thức này có phép tính trừ và phép tính cộng. Vậy thì trong biểu thức có phép tính trừ và cộng thì chúng ta thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải. Ở đây các con chúng ta sẽ thực hiện 655 trừ 30 trước. Được kết quả bao nhiêu các con ghi sang bên phải của dấu bằng là 625. Sau đó chúng ta thực hiện cộng với 25. 625 cộng 25 được 650. Các con chúng ta sẽ viết dấu bằng thẳng và dấu bằng ở hàng bên dưới. Sau đó thì viết kết quả nhé. Đây là cách trình bày một bài tính giá trị của đồ thức. Tiếp theo ý B, 112 nhân với 4 chia cho 2 bằng. Đây là biểu thức có phép tính nhân và phép tính chia. Vậy trong biểu thức chỉ có phép tính nhân hoặc là chia thì ta thực hiện các cái phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Ta thực hiện 112 nhân với 4 trước. 112 nhân với 4, các con chúng ta hãy thực hiện nhân nháp. Sau đó chúng ta sẽ viết kết quả nhé. Sẽ bằng là 448. Và tiếp tục chúng ta thực hiện chia cho 2. 448 chia cho 2, các con chúng ta nháp để ra kết quả. 448 chia cho 2 sẽ bằng là 224. Chúng ta sẽ ghi kết quả ở hàng bên dưới. Dấu bằng sát thẳng dấu bằng. Cách trình bày bài toán là tính giá trị của đồ thức. Tiếp theo ý C, 320 trừ 20 nhân với 3 bằng. Trong biểu thức này thì có phép tính trừ và phép tính nhân. Vậy thì biểu thức có phép tính cộng trừ nhân chia thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính nhân chia trước, phép tính cộng trừ sau. Biểu thức này có phép tính trừ và nhân nên ta làm phép nhân trước. Ta sẽ lấy 20 nhân với 3 trước. 20 nhân với 3 sẽ bằng 60. Tuy nhiên thì phép nhân này là đứng ở phía đằng sau, cho nên chúng ta vẫn phải viết số 320 trước. Sau đó chúng ta sẽ viết kết quả của 20 nhân với 3 trừ đi 20 nhân với 3 bằng 60. 320 trừ đi 60, các con chúng ta hãy đặt tính, sau đó chúng ta sẽ thực hiện tính để tìm kết quả nhé, bằng 260 là kết quả cuối cùng. Tiếp sang ý C, 30 cộng 96 chia 3 bằng. Trong biểu thức này có phép tính cộng và phép tính chia. Vậy thì biểu thức có phép tính cộng trừ nhân chia, ta làm phép tính nhân chia trước, làm tính cộng trừ sau. Biểu thức này có phép tính cộng và chia nên ta làm phép chia trước. 96 chia cho 3, các con đặt tính ra để chúng ta tính xem 96 chia cho 3 được bao nhiêu nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ trình bày. Ta viết số 30 cộng với kết quả của 96 chia 3 bằng 32. Kết quả cuối cùng 30 cộng 32 sẽ bằng là 62. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành bài tập số 2. Và các con nhớ là chúng ta sẽ ôn lại, củng cố lại cái quy tắc tính giá trị của biểu thức.
các con thuộc cái quy tắc tính giá trị của đồ thức thì các con chúng ta sẽ tính toán các cái bài tính giá trị của đồ thức một cách chính xác. Tiếp theo cô mời các con chúng ta chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài tập 3 tìm x. Đây là một bài toán giúp cho các con củng cố về dạng toán tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, phép tính trừ. Bài toán thứ nhất ý A. X cộng với 5216 bằng 9870. Đây là bài toán tìm x mà x là thành phần chưa biết trong phép tính cộng. Vậy x gọi là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy các con chúng ta sẽ thực hiện trình bày bài toán như sau. Các con viết x ở phía bên trái, viết dấu bằng thẳng dấu bằng, và x sẽ bằng tổng là 9870 trừ đi số hạng đã biết là 5216. Chúng ta thực hiện tính nháp ra ngoài giấy, sau đó chúng ta sẽ ghi kết quả của mình. Tiếp tục, các con chúng ta trình bày x phía bên trái, dấu bằng thẳng dấu bằng, và kết quả của 9870 trừ 5216 sẽ là 4654. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện mà ý A. Ý B, x trừ đi 1583 bằng 2969 trừ đi 1856. Như vậy quan sát vào bài toán thì ta thấy là thành phần chưa biết x của chúng ta là số bị trừ. Vậy muốn tìm số bị trừ, chúng ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Tuy nhiên trong bài toán này chúng ta thấy là hiệu của chúng ta lại là một phép tính trừ. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải thực hiện tìm cái hiệu đó trước. Trước tiên các con chúng ta sẽ thực hiện lấy 2969 trừ 1856. Các con hãy tính nháp để tìm kết quả hiệu của cái bài toán này nhé. Chúng ta được là 1113. Vậy cách trình bày của các con là chúng ta sẽ viết vế bên trái x trừ đi 1583 bằng kết quả của 2969 trừ 1856 là 1113. Lúc này chúng ta dễ dàng thực hiện tìm số bị trừ. Số bị trừ x sẽ bằng hiệu cộng với số trừ. Hiệu là 1113 cộng với số trừ là 1583. Và ta có kết quả cuối cùng x sẽ bằng là 1696. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3, bài tìm x. Với những dạng bài toán này, các con chúng ta quan sát xem trong mỗi bài toán là cái thành phần chưa biết nó liên quan đến phép tính gì. Thì chúng ta sẽ vận dụng vào để chúng ta tìm những cái thành phần chưa biết trong phép tính đó. Nó là số hạng, hay là nó là số bị trừ, hay là số trừ, hay số bị chia, hay số chia, hoặc là thừa số chưa biết, thì đều có cái quy tắc tính chung. Cho nên các con chúng ta phải lưu ý, quan sát cho kỹ. Tiếp theo cô mời các con chúng ta sẽ chuyển qua bài tập số 4. Bài 4, tìm một số biết rằng hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và số đó là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Đây là một bài toán mà các con chúng ta thấy được là nó không có những con số cụ thể để cho chúng ta thực hiện. Vậy thì chúng ta hãy đọc kỹ xem là bài toán này yêu cầu chúng ta làm gì, là cho chúng ta biết những chi tiết nào và tìm những con số ẩn trong chữ của bài toán. Ở đây các con chúng ta lưu ý thứ nhất là hiệu. Hiệu là kết quả của phép tính trừ. Chúng ta còn có cụm từ là số lớn nhất có 4 chữ số, chính là số nào? Đó là số 9999. Và một cái cụm từ tiếp theo là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Các con phải xác định đó là số nào? Đó chính là số 987.
Vậy thì chúng ta đã xác định được một số cái chi tiết quan trọng và một số con số nó ẩn trong cái phần chữ của bài toán. Vậy thì chúng ta sẽ phải giải bài toán này bằng cách chúng ta lập luận dựa vào những cái ý bài toán cho và bài toán yêu cầu. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các con chúng ta sẽ giải bài toán. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái số cần tìm là một cái chữ số bất kỳ x, y, a, b gì đó ha. Gọi số cần tìm là x. Và thứ hai nữa là cái số lớn nhất có bốn chữ số đó chính là 9999. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau đó là 987. Dựa vào cái bài toán cho chúng ta thấy được là lấy số lớn nhất có bốn chữ số trừ đi cái số cần tìm sẽ ra được là 987. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có được cái đề bài là 9999 trừ đi x bằng 9987. Bằng 987. Đã phù hợp với lại cái đề bài cho ra. Đó là tìm một số biết rằng hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số đó là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Thế thì từ cái đề bài chúng ta tìm ra được thì chúng ta dễ dàng tìm được số cần tìm của chúng ta. Đây chính là số trừ. Tìm số trừ sẽ bằng lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Vậy x sẽ bằng 9999 trừ 987. Và kết quả cuối cùng x bằng 9012. Số cần tìm của chúng ta là 9012. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Đây là một bài toán nâng cao đối với lại các con học sinh lớp 3. Bài toán này nó không có cái nội dung ở trong cái chương trình các con thực học, mà nó là một bài toán nâng cao liên quan đến dạng toán tìm thành phần chưa biết trong phép tính trừ, đòi hỏi cái sự thông minh, sự suy luận. Cho nên các con chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu và chúng ta tìm những bài toán tương tự như này để chúng ta giải, chúng ta làm cho quen, để phát triển cái khả năng tư duy của mình. Tiếp theo thì cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 5. Bài 5. Một cửa hàng có 186kg gạo tẻ. Số gạo nếp bằng 1/3 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu kg gạo? Đây là một dạng bài toán giải có lời văn. Và các con chúng ta đọc kỹ xem bài toán này người ta cho biết cái gì và bài toán hỏi gì. Ở đây thì chúng ta thấy là cái chi tiết bài toán cho biết ấy, là một cửa hàng có 186kg gạo tẻ. Số gạo nếp bằng 1/3 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo. Vậy thì cái mục đích cuối cùng ấy là muốn biết là có bao nhiêu kg gạo cả nếp và tẻ. Tuy nhiên thì ở đây gạo tẻ thì đã biết rồi, nhưng gạo nếp thì mới biết bằng 1/3 số gạo tẻ. Cho nên chúng ta phải tìm số gạo nếp. Vậy số gạo nếp bằng 1/3 số gạo tẻ. Cho nên chúng ta tìm số gạo nếp bằng là lấy số gạo tẻ ta chia cho 3. Đây chính là bài toán có liên quan đến dạng là tìm một phần bằng nhau của một số. Có nghĩa là ta tìm một phần của 186. Tìm một phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần. Đấy. Cho nên bây giờ trước tiên chúng ta sẽ thực hiện tìm số gạo nếp. Các con chúng ta hãy trình bày bài giải. Lời giải thứ nhất chúng ta sẽ trả lời là số gạo nếp của cửa hàng nhé. Cửa hàng có số gạo nếp là, chúng ta thực hiện lấy 186 chia cho 3. 186 chia cho 3 bằng 62kg. Sau khi tìm được số gạo nếp rồi
chúng ta sẽ thực hiện tìm số gạo của cửa hàng. Chúng ta sẽ trả lời cái lời giải thứ hai, chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi của bài toán. Bài toán hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo, chúng ta sẽ trả lời cửa hàng có tất cả số kg gạo là, ta lấy số gạo tẻ là 186, ta cộng với số gạo nếp là 62 sẽ ra được số gạo của cửa hàng. 186 cộng với 62 bằng 248 kg. Cuối cùng chúng ta có đáp số là 248 kg. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta làm các cái bài tập và so sánh đáp án của mình. Các con chúng ta xem là chúng mình đã làm được bao nhiêu bài đúng rồi. Chúc mừng các con đã làm đúng các bài tập nhé. Còn bạn nào chúng ta làm mà còn chưa đúng thì các con chúng ta hãy sửa lại cho đúng, và chúng ta hãy ghi nhớ cái dạng toán đó để lần sau khi gặp thì các con chúng ta sẽ thực hiện và giải toán nó đúng hơn. Cuối cùng thì cô chúc các con sức khỏe và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng sau nhé.